Lẩu cá nấu chua. Lẩu cá nấu mẻ là một món rất là thơm ngon, hấp dẫn. Nguyên liệu thì dễ tìm và thực hiện rất là đơn giản. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện nhé. Và nguyên liệu và cách nấu mình có để ở dưới phần mô tả, mọi người có thể vào đấy xem nhé. Cà chua bổ múi cau nhé. Và một ít nước mẻ, rau thơm, hành ngọt. Một ít rau thơm nhà trồng, ngò gai, tía tô, húng cay và húng quế. Bây giờ chúng ta sẽ đem đi nấu nước lẩu nha, cà chua với mẻ. Chúng ta nấu trước, sau đó sẽ bỏ cá vào. Cá này thì chúng ta ướp với lại 2 mẫu mẻ và một ít tương hạt. Và bắt đầu làm thì chúng ta xào sơ cà chua, sau đó đổ với nước mẻ vào. Thêm vào đó thì chúng ta có thể đổ với nước dừa tươi vào để cho nó ngọt nha. Nước lẩu của chúng ta có thể sẽ ngọt hơn. Nếu ngon hơn nữa thì mọi người có thể dùng nước hầm xương để chúng ta nấu, thì cái nồi nước lẩu của chúng ta sẽ rất là thơm, rất là ngọt luôn. Và khi nước sôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cá vào. Thì đây mình có cái khúc đầu hơi lớn nên mình sẽ bỏ vào trước và đun sôi trong khoảng 5 đến 10 phút. Sau đó thì tiếp tục chúng ta sẽ bỏ cái phần thịt cá vào và bắc lên bếp lẩu để cho ra bàn. Sau khi mà nấu đầu cá, cho cái đầu cá vào trước rồi ấy, thì chúng ta sẽ nó chín được khoảng 50% rồi thì chúng ta sẽ cho nốt cái thịt của mình, cá này vào hết nha. Đó, những cái thịt mình này chúng ta sẽ cho vào tiếp. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ ra bếp và chuẩn bị ăn được rồi nhé. Sôi lên khoảng 5 phút. Khi thịt cá chín thì chúng ta sẽ bắt đầu cho ra và để lên cái bếp rộng để ăn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt ra cái nồi lẩu ở trên bàn và bắt đầu ăn được rồi. Chúng ta sẽ bật cho cái nước nó sôi lên, sau đó cho thêm rau thơm và rau xanh vào là cả nhà có thể là quây quần để dùng một bữa lẩu dưới trời mưa thì còn gì là thú vị hơn nữa, phải không ạ? Với những cái gia đình mà không có trẻ em hoặc là nấu riêng cho trẻ em, múc riêng cho trẻ em rồi thì chúng ta sẽ bỏ thêm ớt vào để có một cái nồi lẩu chua cay rất là hấp dẫn, ăn không hề bị ngán. Và cái mùi mẻ cộng với cái mùi thì là tạo lên một cái hương vị rất là đặc trưng cho cái món lẩu này nhá. Chúc cả nhà luôn luôn có những bữa cơm ấm áp, ngon lành và hạnh phúc nhất trong cái mùa dịch này nha. Cảm ơn mọi người.